con được khám phá về trí tuệ nhân tạo và máy Alpha Mini. Con cảm thấy rất là vui và hào hứng. Em đã học được cách lập trình robot, làm sao để lập trình được những cái quạt điện mà xoay khi mà robot tự kêu, ý là ra lệnh cho cái quạt điện. Em mong muốn là sau này nếu như mà em có tham gia thì em mong muốn là đi lại chỗ này lần nữa. Sau khi 3 tháng con học cái khóa hè DC Camp này á thì con cảm thấy vô cùng tuyệt vời luôn.